Sáng ngày 4 tháng 1 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Vũ Anh Kiệt, 56 tuổi, ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 20 phút sáng cùng ngày, vợ ông Kiệt là bà Bùi Thị Ấm ngủ dậy. Khi bà Ấm mở cửa bên hông nhà thì tá hỏa phát hiện ông Kiệt đã chết trong tư thế treo cổ trên một sợi dây được buộc cố định trên mái nhà từ khi nào không biết. Ngay sau đó, bà Ấm đã hô hoán người dân, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Theo chia sẻ của người nhà nạn nhân, căn nhà chỉ có ông Kiệt và bà Ấm sống. Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, ông Kiệt vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Tuy nhiên, sáng sớm ngày 4 tháng 1 thì xảy ra sự việc khiến nhiều người rất bất ngờ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.